Và một thông tin mới nhất hỗ trợ cho nhóm ngành ngân hàng còn liên quan đến cổ phiếu VPBank, cổ phiếu mã VPB. Và đây cũng là mã có khối lượng khớp lệnh lớn nhất trên sàn trong phiên ngày hôm qua. Đó là sau gần 2 năm hợp tác thì ngân hàng VPBank đã chính thức đạt được thỏa thuận phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho ngân hàng SMBC của Nhật Bản. Thương vụ này đã giúp cho VPBank thu về gần 35.900 tỷ đồng và giúp nâng tổng vốn chủ sở hữu, kỳ vọng là sẽ tiếp tục giúp cho ngân hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới đây. Và câu hỏi được đặt ra là liệu rằng hôm nay hay là một vài phiên tới có phải là những phiên giao dịch bùng nổ hay không? Quý vị hãy theo dõi chương trình Khớp Lệnh phát sóng hàng ngày trên YouTube VTV24 và các nền tảng số của VTV Money. Và bản tin tài chính kinh doanh sáng nay của chúng tôi cũng xin đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.